Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng thứ tư ngày 31 tháng 5 năm 2023, từ Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, hồi chiều tối hôm qua có một người bạn nói với tôi ở tại Hà Nội nóng lắm, lên trên Tam Đảo để mà mát mẻ cho biết Tam Đảo như thế nào. Từ Hà Nội mà lên tới Tam Đảo là khoảng chừng 1 tiếng rưỡi lái xe. Tam Đảo, thưa quý khán giả, xưa kia người Pháp dùng nơi đây như là một nơi nghỉ mát. Chúng ta thấy người Pháp đã sử dụng Sapa như thế nào thì Tam Đảo cũng như thế. Đường lên Tam Đảo cũng quanh co vì lên trên núi thì như thế. Và quả thật lên trên đây ban đêm mát thiệt, mát rượi luôn. Thế là hai vợ chồng chúng tôi đã lên trên Tam Đảo, nghỉ đêm ở tại nơi đây. Bây giờ tôi làm chương trình từ Tam Đảo là vì như thế. Thưa quý khán thính giả, hôm qua thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023, truyền thông chính thức của nước Nga là TASS cho biết rằng Ukraine đã tấn công thủ đô Moscow bằng những chiếc máy bay không người lái, đã làm cho một số hạ tầng cơ sở, tức là các tòa nhà bị hư hại và có 2 người bị thương tích. Bộ Quốc phòng của Nga cho biết họ đã bắn hạ hết tất cả các chiếc máy bay không người lái này. Khi mà được tin này thì bên phía Ukraine theo đài CNN nói rằng Ukraine chối bỏ, không có nhận việc tấn công này. Ukraine là một quốc gia hiếu hòa chứ không phải mang chiến tranh đi nơi khác. Nhưng mà ở bên Nga thì không ai tin điều đó. Tổng thống Vladimir Putin có nói rằng việc làm này của nước Ukraine là khiêu khích nước Nga. Hãy soi gương đi, nên Ukraine sẽ phải lãnh nhận những điều mà Ukraine đã làm đối với chúng tôi. Thưa quý khán giả, đây là chiến tranh. Khi mà Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine gây rất nhiều thiệt hại cho Ukraine, thì lẽ dĩ nhiên Ukraine có quyền phản công. Việc mà có một số máy bay không người lái tấn công ở tại Moscow mà Ukraine chối không phải là thủ phạm thì đó là quyền của Ukraine. Nhưng mà tôi tin rằng nhiều người trên thế giới tin rằng đó là việc làm của nước Ukraine. Chính vì như vậy cho nên chúng ta thấy ngay ngày hôm qua bên phía của Nga đã tấn công các phi đạn cũng như các chiếc máy bay không người lái vào phía của Ukraine. Ukraine nói rằng đây là lần thứ 17. Sự tấn công ồ ạt này đã làm thiệt hại nhiều cơ sở của nước Ukraine. Vì như thế, Tổng thống của nước Ukraine là ông Volodymyr Zelensky. Tôi xin trích lời lại của CNN nói như thế này. Counter offensive has been set. Tức là tổng phản công đã chuẩn bị rồi. Nhưng cũng theo lời CNN, ông ấy nói chuẩn bị nhưng không cho biết ngày giờ một cách chi tiết khi nào là tổng phản công. Như vậy chúng ta thấy bên phía của nước Ukraine, bên phía của ông Tổng thống Volodymyr Zelensky, khi nào mà có những cuộc tấn công về phi đạn cũng như là các chiếc máy bay không người lái của Nga, thì ông, các cố vấn của ông, những người lãnh đạo quân sự của nước Ukraine lúc nào cũng la lên rằng là tổng phản công. Thưa quý khán giả, tôi trích lời lại của CNN nhé, là ông ấy nói rằng là tổng phản công đã chuẩn bị, nhưng CNN nói rằng không có cho biết ngày giờ. Mà điều này không phải xảy ra một lần, nhiều lần lắm rồi. Quý khán giả còn nhớ người chăn cừu kêu rằng là có sói, một lần người ta tin. Có sói, hai lần người ta cũng có thể tin.
Nhưng lần thứ ba thôi, có sói mà sói tới thiệt đi nữa thì cũng không ai tin. Việc mà nước Ukraine tuyên bố tổng phản công không phải một lần mà tới bây giờ là cả trăm lần rồi, thì lời tuyên bố tổng phản công này chả còn có ý nghĩa gì nữa hết. Có bao giờ mà việc dùng các chiếc máy bay không người lái bắn một số gì đó ở tại Moscow làm thiệt hại một vài cơ sở, một vài tòa nhà, hai người bị thương tích hôm qua là tổng phản công hay không? Thì chúng ta hãy nghe lời của ông Yevgeny Prigozhin. Ông là người lãnh đạo của chiến binh thương mại Wagner. Khi nghe tin này, ông la lên, phải nói rằng là rất là buồn cười. Vì ông không có thích Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu, và ông có những sự xung đột với Bộ Quốc phòng của Nga. Nên ông mới nói rằng là tôi đã nói rồi mà, tôi nói trước đây rồi mà, làm gì mà cứ ngồi không ở trong đó. Tức là ý ông nói là Bộ Quốc phòng của Nga không có làm gì hết, để cho chúng nó tấn công ở ngay tại nước Nga này. Tôi đã nói rồi, ông dùng những cái từ ngữ chữ éo á, éo tiếng Anh là F, không? Éo chúng mày, không? Éo chúng mày để cho chuyện này xảy ra làm nhục nước Nga lắm. Hãy ông dùng cái ngôn từ là rời cái mông chúng mày đi, rời cái đằng sau của chúng mày đi. Nhưng mà tại vì ngôn từ đó là ngôn từ theo nguyên tắc là vô văn hóa trên truyền thông, tôi không có nói được. Hãy dời đi, ra đó mà chiến đấu. Chúng bay núp ở trong các tòa nhà để chúng họ dùng các máy bay không người lái bắn. Gặp tôi đó hả, thì nó không thể nào mà tới Moscow được. Bây giờ nó đã có Moscow rồi, chiến tranh ở tại Moscow là thủ đô của nước Nga, sao mà chịu được. Phải nói là đọc những cái ngôn từ của ông Yevgeny Prigozhin, tôi thấy cũng hơi mắc cười. Vì sao? Vì theo lời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nga là ông Sergei Shoigu, khi mà phát hiện có một số chiếc máy bay không người lái, lập tức Bộ Quốc phòng của Nga đã truy bắn tất cả, bắn hạ hết tất cả. Trong vòng một thời gian có khoảng chừng một tiếng thôi, thì như thế là Bộ Quốc phòng của Nga ở tại Moscow rất là cảnh giác vô cùng, chứ không phải giống như những gì mà ông Yevgeny Prigozhin nói. Ông Dmitry Peskov là phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng Tổng thống Vladimir Putin ngay lập tức đã gặp một số nhân sự ở tại Kremlin và đang lên kế hoạch để mà trả đũa nước Ukraine về việc làm này. Thưa quý khán thính giả, như vậy là chiến tranh lan rộng ra. Nga đã mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine và Ukraine cũng đã trả đũa. Việc mà trả đũa được ngay tại Moscow đó là chuyện bình thường, vì bất cứ một ai khi bị tấn công vì lý do gì đi nữa, lý do này hay lý do nọ, thì cũng có quyền để mà trả đũa, chuyện bình thường. Nhưng không phải khi mà mình trả đũa người ta rồi người ta trả đũa lại mình la làng lên mình là nạn nhân, còn kẻ trả đũa mình là những người tồi được. Ông Zelensky, ông phải biết rằng chính ông đang là công cụ hề cho ai đó giật dây đằng sau lưng ông, để rồi ông kiếm chuyện với nước Nga khi mà ông đòi đưa nước Ukraine vào trong khối NATO, sẵn sàng để cho NATO đưa các phi đạn tới sát biên giới. Thì Tổng thống Putin vả cho ông một vả là đúng thôi. Tổng thống Putin đã ra tối hậu thư rất là nhiều lần nhưng ông không có chịu nghe. Thì ông phải trả một giá rất đắt, rất tiếc cho người dân Ukraine. Là một người dân hiếu hòa và anh dũng, nhưng lại có một vị lãnh đạo như ông Zelensky
Tôi không dám nói là ông không có tầm nhìn, nhưng mà ông đang diễn rất là hề trên sân khấu chính trị. Ông mang sự tự tôn dân tộc của người dân Ukraine ra như là một trò đùa để đấu với một chiến tranh không cần thiết. Thưa quý khán giả, đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.